Chào các em, đây là anh Tài đây. Liền bây giờ đó, anh đang ở trong cái thành phố Dallas đó, là cái thành phố mà lớn nhất mà thứ tư trong nước Mỹ đó. Liền bây giờ anh ở ngoài chỗ phố đó, xong liền bây giờ anh chạy vô trong trong phố đó, tại vì anh phải đi gặp thằng luật sư mà Ấn Độ đó, để nó phụ anh lấy giấy tờ đó, để anh có thể đi về bên Việt Nam thăm má anh với lại bà em của anh bên Việt Nam. Okay. Cái lý do mà anh dùng cái thằng luật sư mà Ấn Độ là tại vì anh nói chuyện với mà vài người luật sư ở Việt Nam đó, xong rồi hỏi mà không biết làm sao mà họ không trả lời. Cũng mà anh mướn họ xong rồi anh gọi điện thoại họ xong họ không trả lời lại, bởi vì anh không muốn chờ nữa, phải đi phỏng vấn thằng mà luật sư Ấn Độ này, rồi xong anh thử nó có phụ anh được không. Ok, trong cái video này đó, anh muốn mà chia sẻ với các em cái mà phương pháp để mình lựa chọn cái người mà đã thành công rồi, để mình theo dõi, để mình học hỏi hỏi. Ok, như lại mà để cho nó phụ các em á, biết lúc mà mình thấy người nào thành công đó, mình biết cái người đó mình nên học hỏi họ hay là mình nên theo dõi họ hay là không. Ok, cái đầu tiên đó là một cái sai lầm mà hồi xưa lúc mà anh còn nhỏ đó, lúc mà anh muốn làm tiền đó, rồi sau anh muốn khá với mà giao thiệp với mà mấy cô gái đẹp rồi đó, hay là làm tiền đó, hai cái vấn đề đó cho người đàn ông đó là hai cái vấn đề mà rất là quan trọng. Ok, mình biết làm có tiền với lại mình biết mà giao thiệp với mà con gái làm sao đó, là mình mà không biết làm hai cái vấn đề đó hả, cái cuộc sống mình nó cũng buồn với lại nó rất là khổ lắm. Ok, bởi mình biết được hai cái mà vấn đề đó thì nó rất là dễ để mà mình sống nó vui vẻ hơn. Giờ nó vui vẻ hơn. Ok, lúc mà anh còn nhỏ đó, cái sự thất bại anh có đó là anh đi lúc mà nói mà cái vấn đề mà cô gái hay là đi giao thiệp với con gái người đàn bà rồi đó, là anh đi học hỏi mấy cái người mà không biết giao thiệp với con gái làm sao, không biết tạo ra cái sự thu hút ra làm sao, họ không biết. Rồi xong rồi anh nghĩ rằng đó là tại vì họ lớn tuổi hơn anh đó, dĩ nhiên họ phải biết rằng đó là cái phương pháp để mà cua gái làm sao hay là cái phương pháp để làm tiền làm sao, tại vì họ lớn tuổi hơn mình. Chỉ có cái vấn đề đó là không phải rằng là tại vì anh thấy họ có gái đẹp hay là có mà tiền bạc gì chăng, nó chỉ cái là họ lớn tuổi hơn mình hả. Ok, đó là cái sự mà thất bại mà anh làm lúc mà anh còn nhỏ tuổi, là đi theo dõi, đi học hỏi mấy cái người mà không có thành công, không có cái sự thành công trong cái vấn đề mà anh mà muốn học đó. Và thà ra là mình anh kiếm cái người mà đã thành công trong cái vấn đề mà anh muốn học đó, học hỏi đó, anh đi theo dõi mấy cái người mà họ, tại vì họ lớn tuổi rồi, xong rồi anh chỉ nghĩ rằng mẹ họ lớn tuổi hơn mình, họ phải biết chứ sao không biết được. Phải không? Ví dụ như anh theo hỏi ông anh của anh. Ông anh của anh á, ông anh hai của anh á, vô ổng lanh lẹ ngoài đường, ổng làm này là nọ không? Mà hai cái vấn đề ảnh không biết á, ổng không biết á, là một cái là ổng không có biết cô gái làm sao, ổng không có biết giao thiệp với con gái làm sao, ổng không có biết nói chuyện, mở miệng nói chuyện với con gái làm sao theo cái phương pháp mà nó tạo ra cái sự thu hút cho con gái đó, nó muốn thích mình. Anh không biết làm gì. Rồi xong rồi ông hai, anh hai của mà anh đó, ông cũng không có biết mà làm tiền sao nữa, tại vì trong gia đình nghèo mà ai biết được. Ok, xong rồi trở lại đó, anh nghe lời ba của anh đó cũng không biết làm tiền, không có biết mà làm công ăn việc làm, không có biết mà mua bán sản phẩm, không có biết cái tài năng đó, không có. Ba của anh đó là người thợ máy á, rồi xong rồi thợ tiện á, thợ hàng á, xong rồi ba của anh đó chỉ có biết hàng, biết tiện, biết sửa máy tàu thôi à.
ba của anh nó không có biết, ngoài ra cái đó không có biết làm tiền, mà không có biết giao thiệp với người ta, không có biết mà làm mấy cái vấn đề đó. Và xong rồi cái thất bại của anh đó là tại vì anh nghe lời của ba của anh, rồi xong rồi anh nghe lời của anh hai của anh. Mà bây giờ anh nhìn lại đó thì nó rất là dễ thấy rằng đó là họ không có biết làm ăn, mà không có biết mà tạo ra cái sự thu hút với người mà cô gái. Ok, liền bây giờ đó anh nhìn lại đó, anh tuổi Tý, anh 46 tuổi hay là gì đó năm nay đó, anh nhìn lại đó thì anh mới thấy rằng đó là ba của anh không biết, và xong rồi anh hai của anh cũng không biết. Mà cốt mà trong cốt mà anh còn nhỏ tuổi, còn 12 tuổi, 14 tuổi, 15, 16, 17 tuổi đó, cốt mà anh vẫn còn người thanh niên đó, anh không thấy được. Tại vì nó giống như mà ông Phật ông nói rằng đó là cốt mà mình ở trong cái mà cái chỗ mà nó mà thuốc cái tiếng Mỹ nó kêu là cái fog á, cái tiếng Việt anh không biết kêu gì nữa, mà tiếng Mỹ nó kêu cái fog á, nó mây móc xung quanh mình đó, mình không biết rằng cái thân thể mình nó ướt. Mà cứ mà mình ra ngoài cái mây đó thì mình biết rằng đó, là mình mới thấy, nhìn thấy là cái quần áo mình nó ướt. Giống như là bây giờ vậy đó, cứ mà anh đi vô mấy cái, anh không có hút thuốc, không có xì ke ma tí, không có mà làm mấy cái đồ quỷ đó, nó không có làm gì cho thân thể của anh hay là cho đầu óc anh của anh hết trơn á. Nó chỉ làm cho anh mệt, rồi xong rồi anh không muốn làm gì hết á. Bởi vì anh không có bỏ cái gì trong thân thể của anh á, anh không có thích bỏ gì trong thân thể của anh mà nó làm cho anh mất cái động lực để thành công hết trơn á, để đi ra đi làm, để săn sóc cho mà gia đình của anh. Ok, anh không có thích bỏ gì trong thân thể, cái rượu hay là thuốc rồi hay là ba đầu quỷ đó, nó làm cho mình chậm chạc. Đã anh đã không có mà có bằng high school, anh đi học năm cái trường high school, không có mà bằng high school, xong anh vô trong đại học có được con năm mà sao không đủ tiền, rồi xong rồi ngu quá không có mà học giỏi đó, anh bỏ ra, đúng không? Mà anh vẫn làm khá được liền bây giờ. Ok, anh vẫn làm khá được. Ngoài ra mấy cái vấn đề đó, anh không cần biết làm điểm cao hay là có bằng đại học ba đầu quỷ đó, nó ra ngoài đời hả, là miễn sao anh làm có tiền là gia đình anh, vợ anh với con cái anh ấy vui vẻ hả, nó không có biết rằng anh có bằng đại học hay là ba đầu quỷ đó. Ok, mà trở lại cái vấn đề mà anh đi theo dõi mà lộn người. Cũng mà bây giờ anh nhìn lại đó thì anh mới thấy rằng đó là hồi nhỏ đó anh không phải là ba của anh không, mà không phải là anh hai của anh không, mà không phải là bạn bè của anh không, mà hết trơn mấy cái người xung quanh anh đó, người nào họ cũng nghèo, không có người nào mà anh biết rằng đó mà có làm giàu, mà có hãng xưởng, có công ty mà khá giả, hay là người nào mà là triệu phú hết trơn á. Mà tại rằng anh nghĩ rằng á là họ lớn tuổi hơn anh đó, dĩ nhiên họ phải biết nhiều hơn anh, phải có nhiều kinh nghiệm hơn anh. Mà cái đó thì nó có một phần là sự thật, mà có một phần là không phải là sự thật. Cái phần sự thật là đúng, họ có nhiều kinh nghiệm hơn anh trong cái vấn đề sống, hay là như ba của anh đó, lỡ mà tụi Mỹ nó qua, ổng ở bên Việt Nam liền bây giờ đi, lỡ mà tụi Mỹ nó qua nó đánh giặc bệnh, hay là tụi Pháp nó qua nó đánh giặc thêm nữa, thì ba của anh sẽ có nhiều cái kinh nghiệm để mà sống trong cái hoàn cảnh đó. Mà trong sống cái hoàn cảnh mà làm ăn, làm có tiền, làm mấy vấn đề đó, hay là cô gái, hay là ba vấn đề đó, không cách nào mà ba của anh đó mà có đủ kinh nghiệm để làm cái vấn đề đó chứ. Tại ba của anh hồi xưa đó là ba của anh đó là bà nội của anh đó đi ra ngoài đường đó, rồi xong rồi gặp má của anh đó, xong rồi ba má của anh đó, bà nội của anh đó làm hôn cho ba của anh với lại mà má của anh, là hai người bắt buộc phải cưới nhau, chứ không phải là ba của anh đi ra ngoài đường rồi xong rồi phải tạo ra cái phương pháp để mà thu hút một cô gái mà ba của anh thích. Má vợ của ba của anh đó là má của anh đó là bắt buộc phải cưới ba của anh. Bởi trong cái vấn đề đó ba của anh không có cái tài năng, mà không có kinh nghiệm. Tại vì đó giờ ba của anh chưa có phải đi ra ngoài đó, mình phải cua đứa con gái đó hay gì. Tại vì má của anh bắt buộc phải mà cưới ba của anh, xong ba của anh phải bắt buộc phải cưới má của anh. Ok, bởi anh thất bại cái vấn đề đó. Rồi xong rồi sau này đó, cũng mà anh lớn lên rồi đó,
xong rồi anh bị mà tội mà bạc phiến rồi xong rồi anh vô tù xong rồi hết 14 năm rồi xong rồi anh ra tù đó. Lúc đó đó anh cũng chưa biết để mà cô gái, anh không biết nói chuyện với nhỏ gái làm sao nữa, tại vì hồi nhỏ lúc mà anh còn thanh niên đó anh đã không biết nói chuyện với nhỏ gái làm sao rồi. Anh lúc mà anh gặp nhỏ gái đó anh cái mồm mình nó câm lại hết trơn à, nó nói được cỡ 1% được, mà cái miệng của anh mà nó mở ra nó nói chuyện được 1% mà liền giờ đi anh có thể được kiếm được nhỏ gái mà nó hung mình hay là nó ôm mình hay là cầm tay mình nữa đó. Và mà bởi vì mà anh thất bại cái vấn đề đó mà anh cũng không biết, anh cũng không biết rằng là mình phải đi ra, mình phải đi mà cố tình mình phải đi mà kiếm cái người mà đàn ông nào mà biết mà giao thiệp với con gái, mà biết mà thu hút với con nhỏ gái đó. Anh không biết vấn đề đó, tại chưa có ai, lúc đó anh còn nhỏ tuổi đó, anh không biết rằng là mình muốn giỏi cái tài năng gì đó, mình phải đi theo dõi, mình phải học hỏi cái người đó mà giỏi vô cái vấn đề đó. Hồi nhỏ đó anh không biết, anh thấy anh không biết bởi vì anh thất bại vấn đề đó. Rồi xong cuối mà anh ra tù rồi đó, xong rồi cuối mà anh đi gặp mấy nhỏ gái mà nó đẹp đó, nó là ở dưới phố nó mấy nhỏ gái đẹp đó, mấy nhỏ Mỹ, mấy nhỏ xì, mấy nhỏ Tây Ban Nha, nói tiếng Tây Ban Nha, mấy nhỏ Mỹ đen, Mỹ trắng, Việt Nam, Tàu, Đài Loan đồ, mấy nhỏ gái đó. Anh ba mươi mấy tuổi, anh 34 tuổi mà anh chẳng biết, anh 34 tuổi rồi đó, lớn đầu rồi đó mà anh chẳng biết rằng đó, nói chuyện với nhỏ gái sao nữa. Cũng mình gặp nhỏ gái đẹp đó, anh trong lòng anh nó đau lòng thì thôi đó. Tại vì mình gặp nhỏ gái đó mình rất là thích nó mà mình không biết làm gì, anh không biết nói mẹ gì, không biết mở miệng nói cái gì, mình nói chào hỏi hello hay là cô đẹp hay là em rất là đẹp ba đầu quỷ đó, anh không biết mẹ gì chứ. Anh thấy xong lúc đó đó anh lấy được cái công việc đó, mà anh đi vô trong cái mà mấy cái club đó, anh đi kiếm việc đó, làm họa sĩ. Mà anh đi xuống với cái mà thành phố mà Austin đó, lúc đó anh ở trong cái thành phố Austin đó, anh đi xuống lộn đường, anh xuống dưới đó, xuống dưới phố á, anh đi xe bus á, xuống dưới mà phố, xong rồi đáng lý ra anh phải quẹo tay phải á, quẹo tay phải để mà đi xuống kiếm mấy cái tiệm mà nó bán bức tranh đồ đó, xong rồi anh đi kiếm việc làm người họa sĩ. Mà thà là đi quẹo tay phải đó, anh quẹo tay trái á, rồi xong cái anh đi xuống mấy cái đường á, nó là mấy, nó toàn là mấy cái club người ta đi chơi nhảy đầm đồ, chơi mà cho vui uống rượu rồi đó. Rồi xong rồi anh không biết lúc đó anh trong tù mới ra có hình như có một tuần lễ thôi, mới có mấy ngày à, anh mới ra tù bởi đi tìm tìm công việc làm đó. Rồi xong lúc đó anh thấy gái á, tùm lum hết trơn á, ở dưới mà cái dưới phố á, tùm lum hết trơn á. Mà tụi em nhớ nha, lúc đó anh mới trong tù ra, anh ở trong tù hết 14 năm, từ 18 tuổi tới mà hình như mà 30 mấy tuổi, 34 hay là gì đó, trong giấy tờ Mỹ á, ok. Rồi xong rồi, lúc đó anh gặp mấy nhỏ gái đẹp á, anh mẹ không biết nói gì mà không biết làm gì nữa. Tại vì hồi nhỏ, hồi thanh niên đó, anh đâu có biết nói chuyện với con gái làm sao. Rồi xong rồi, anh ở trong tù hết 14 năm, cũng mà anh ra đó, anh chẳng, hồi đó giờ chưa thấy nhỏ gái nào hết trong 14 năm, xong giờ ra gặp hết trơn mấy nhỏ gái này, anh không biết nói làm sao nữa. Rồi xong lúc đó anh gặp cái anh xin được một cái công việc làm như đó để mà phụ làm ở dưới cái bar đó, để mà canh gác cửa đó, rồi xong mình phải xem cái ID á mọi người á, để cho mà là họ phải 21 tuổi á mới vô trong cái club được. Cái đó là cái luật Mỹ. Bởi anh xin được cái công việc làm đó để anh xem mấy cái mà cái bằng lái của mọi người đó, để coi họ đúng là 21 tuổi hay là lớn hơn đó mới cho họ vô trong cái mà club để mà uống rượu hay là để mà đi chơi được. Xong group đó anh cũng mà anh làm rồi đó, anh để ý anh thấy có thằng Mỹ kia đó, nó rất là giỏi dụ mà cua con gái. Tốt mà nó gặp nhỏ gái nào đó, nó biết chào hỏi làm sao, nó biết giao thiệp làm sao, nó biết ăn nói làm sao. Xong anh thấy cũng lạ, tại vì hồi đó giờ đó anh chưa có khi nào mà anh thấy cái thằng nào mà anh tự anh biết á mà nó biết giao thiệp với con gái đẹp hết trơn á. Bởi vì anh bắt đầu anh hỏi nó, ê cuối mà mày gặp nhỏ đó đó, mày nói gì nó mà nó ngưng lại nó nói chuyện với mày. Rồi xong rồi nó anh hỏi nó gì đó, ok.
anh đi lạc đường rồi, nói chuyện qua xong đi lạc đường rồi. Xong rồi cũng mà thằng Mỹ đó nó thấy cũng lạ, nó thấy cũng lạ là anh lại anh ba mươi mấy tuổi rồi, xong nó mới có hình như 23, 24, 25 tuổi rồi. Xong anh đó nó thấy cũng lạ là anh lớn đầu gì mà cũng lại mà hỏi nó mấy cái chuyện đó, nó thấy cũng lạ mà nó cũng không biết nó tội nghiệp cho anh hay là nó không biết cái vấn đề gì đó không, mà anh hỏi nó thì nó cũng nói là cũng mặt cái nhỏ đó nó tao gặp nó tao nói này xong rồi nói nọ xong tao nói này xong rồi đó là cái lý do tụi tao mà giao thiệp như vậy đó. Rồi xong rồi cái anh mới hỏi nó rồi như cốt mà con nhỏ đó nó nói a mình nên nói gì, mình nói b phải không, xong rồi nó chia sẻ với anh. Rồi xong rồi mỗi ngày cốt mà anh đi vô anh làm đó, anh chia sẻ với nó, ok, anh chia sẻ với nó là ê tao gặp nhỏ này tao nói này, rồi xong rồi nói xong rồi trong vài tháng nó qua đó, xong rồi vài năm qua đó anh bắt đầu anh học anh luyện, xong rồi anh ra anh tập ngoài đường. Cũng mà anh gặp nhỏ gái đó anh áp dụng liền, cũng mà anh học được cái phương pháp nào mới đó anh áp dụng vô, rồi xong rồi khúc đó đó anh mới bắt đầu hiểu biết cái vấn đề mà tạo ra cái sự thu hút làm sao, tạo ra cái mình ăn nói làm sao để cho một cô gái đó, họ mà thu hút cho mình thu hút họ cho họ thích mình, họ thương mình, ok. Xong rồi sau đó cũng mà anh thấy là anh mới biết rằng đó là mình phải tập luyện. Cái lý do mà hồi nhỏ mà anh không biết giao thiệp với con gái đó là tại vì hồi đó giờ chưa có ai dạy cho anh biết. Cái lý do gì mà anh biết, anh lớn lên cái khu mà anh ở đó nó rất là cái thành phố nhỏ, không có ai nhiều người ở đó. Trong một năm mình gặp được một hai đứa con gái đẹp đó là cao lắm rồi đó. Mình tại cái làng nó quá là nhỏ, ok. Xong bây giờ anh vô trong thành phố lớn đó, đó là lần đầu tiên mà anh phải mà ra anh giao thiệp với mà mấy đứa con gái này, ok. Rồi xong lúc đó anh tiến bộ lên, xong lúc đó anh mới đủ kinh nghiệm, xong rồi từ từ á, rồi xong rồi 3 năm sau đó anh đã rất là giỏi dụ mà cái vấn đề để giao thiệp với mà con gái làm sao, biết ăn nói làm sao, cốt mà anh gặp nhỏ con gái nào mà anh thích đó anh biết cái nhiều phương pháp để như là hỏi xin số điện thoại nó hay là hỏi số điện thoại nó, rồi xong rồi anh biết nhiều phương pháp để mà mời nó đi ra ăn chơi, rồi xong rồi cái phương pháp mình mà tới cái mức mà mình ra ăn chơi rồi xong rồi mình thử coi nó thương mình hay là nó thích mình không, rồi xong rồi biết phương pháp để mình cầm tay nó, mình hung nó hay là mình đem nó về xong rồi mình mà làm tình gì đó. Mấy cái vấn đề đó là có trong cái ba năm mấy mà cũng mà sau cũng mà anh ra tù đó anh mới hiểu mấy cái vấn đề đó. Mà trước khi đó hả anh không biết mẹ gì chứ, tại vì hồi đó giờ chưa có ai dạy cho anh, chưa có ai chia sẻ với anh với cái kinh nghiệm đó. Mà trong cái thời gian mà 3 năm thôi, ok, là anh tiến bộ rất là nhiều. Tại vì anh thấy mấy thằng khác mà nó có thành công, rồi xong anh học hỏi tụi nó. Bởi vì anh học hỏi tụi nó rồi xong anh mới biết được. Mà phải mà anh không gặp mấy cái thằng mà nó mà giỏi dụ mà giao thiệp với đàn bà đó, anh không có cách nào đó mà anh học hỏi được, cho nên anh vẫn còn bí lù không biết làm mẹ gì cũng mà gặp nhỏ gái mà mình thích, ok. Cái vấn đề thứ hai đó mà anh muốn chia sẻ với các em đó là cốt mà anh lớn lên đó anh không có làm được tiền nữa không, là tại vì anh không biết làm tiền sao, anh chưa có mà giao thiệp với ai á mà biết làm tiền hết trơn, anh chưa gặp có người nào mà làm mà cái lương cao hay là làm triệu phú. Xong cũng đó cái vấn đề nó cũng y chang như vậy đó. Xong rồi anh chỉ nghĩ rằng đó là mình theo dõi mình học hỏi mấy cái người lớn tuổi hơn mình đó là mình tự sẽ mà học được. Mà cái sự thật đó là mình không phải là mình đi theo cái người lớn tuổi không, mà mình theo cái người đó mà họ đã thành công trước mặt mình đó, mình biết chắc chắn là họ thành công rồi đó. Cái đó là mấy cái người mà mình mới nên mà theo dõi, ok. Mà cái một cái vấn đề mà anh muốn chia sẻ với các em nữa đó là mình nó có nhiều người đó, họ thành công, họ rất là giỏi với mà thu hút đàn bà, thu hút tiền, thu hút cái sự thành công trong cuộc đời của họ, ok. Như anh có thằng bạn mà cái thằng mình đó, thằng Mỹ mà nó phụ anh mà nó chia sẻ với anh cái kinh nghiệm của nó để mà nói chuyện với giao thiệp với con gái anh sao đó, xong từ đó xong anh cái mới tiến bộ thêm đó. Cái thằng đó thì nó dù nó biết đi, nó khó mà giải nghĩa cho người khác lắm, ok. Có nhiều người á họ biết làm cái vấn đề đó rồi họ hiểu biết
mà họ làm được nữa. Nhiều người á họ chỉ biết thôi à, hay là họ hiểu làm sao thôi à, mà thiệt tình á có mà họ ra đó họ làm không được. Ok, có nhiều người ngoài đời á họ biết mà họ làm không được, và xong rồi có nhiều người á họ biết mà họ làm được nữa, và xong rồi có mấy người ở ngoài đời đó họ biết rồi họ làm được mà họ dạy cho người khác được nữa. Cái thằng này á thì nó biết nó làm được mà nó không có biết cái phương pháp để mà dạy cho mình á, để cho mình học hỏi được. Bởi ra ngoài đời mà cũng mà các em mà muốn mà thành công rất là mau á trong tiền bạc, muốn làm tạo ra nhiều tiền, hay là muốn có cái sự thành công trong mà thu hút đàn bà, hay là cho các em gái ngoài đang nghe cái video này là gì đó, hồi nãy giờ anh nói ví dụ mà cua gái hay là giao thiệp với người đàn bà đó, mà cho các em gái mà đang coi cái video này đó, các em nhớ nghe cái mấy cái vấn đề mà anh chia sẻ với các em đó, nó dẫn áp dụng vô cái cúc mà mình đi muốn mà kiếm người bạn trai hay là kiếm người mà chồng hay là gì đó. Ok, nó cái mấy cái vấn đề mà cái phương pháp thành công mà anh chia cho em đó, nó dẫn áp dụng vô cho cái vấn đề đó được. Ok, trai gái nó y chang à. Ok, cái thứ ba đó, cái người thứ ba mà mình muốn học đó là cái người đó họ hiểu biết, họ làm được, rồi xong họ biết dạy lại cho mình nữa. Rồi xong còn một cái mức mà nó cao hơn đó nữa đó, là cái người này đó họ biết, họ làm được, họ dạy được. Mà cái một cái vấn đề thứ tư mà họ làm mà nó rất là cao, cái công phu cao á, là sư phụ đó, đúng không, là cái người này đó họ nghiên cứu ra cái cách mới để mình làm cái vấn đề đó. Ok, họ cao, cái tài năng của họ cao tới cái mức mà họ nghiên cứu ra được cái phương pháp mới để làm cái vấn đề đó. Ok, thì trong cuộc đời mình á, mình muốn làm cho học cho nó thành công mau á, dụ tiền bạc, làm tiền hay là kiếm bồ bịch á, thì mình đi kiếm mấy cái người mà họ thành công rồi, họ biết, họ làm được, họ biết dạy lại cho mình, hay là mấy người này nè, hay là cái người mà họ nghiên cứu cái phương pháp mới để làm đó. Ok, mình học mấy người này đó nó rất là mau hơn anh bỏ ra hết, lần như anh 46 tuổi anh bỏ hết gần 40 năm cuộc đời của anh đó đi theo dõi học hai thằng quỷ này, không biết mẹ gì chứ nó không biết mà không làm được nữa. Ok, còn mà nó biết, nó làm được mà nó không biết giải nghĩa cho mình để cho mình làm được hay là không. Bởi vì đó anh khuyên các em mấy cốt mà các em mà muốn mà thành công làm tiền hay là muốn thành công ví dụ mà bồ bịch trong mấy vấn đề đó, đúng không, các em nhớ đó, kiếm cái người đó mà em chắc chắn đó, là họ biết giao thiệp với người đàn bà hay là kiếm bầu bịch. Xong rồi mình đi trung bình đó, cái người mà họ có cái sự thành công này đó, trung bình đó họ làm nhiều lần lắm rồi chứ không phải là một lần đâu. Thí dụ như em mà đi hỏi cái người mà đàn ông mà chỉ có một người bồ một, hay là cua chỉ có một con gái một, hay là ngủ với một người đàn bà đó, hay là làm tình với một người đàn bà đó, cái người đó khó mà biết làm gì lắm, tại vì họ chỉ có kinh nghiệm chỉ có một người thôi à. Còn cái người mà họ mà giao thiệp với nhiều người đàn bà, họ giao thiệp với người đàn ông, không, như mình muốn kiếm thằng bồ phải không, hay là người bạn trai phải không, mình gặp nhỏ gái nào á mà nó có kinh nghiệm á mà 5-6 thằng bồ rồi đó, hay là 4-5 thằng bồ rồi đó, nó mới có đủ kinh nghiệm á để nó trả lời, nó chia sẻ với mình được. Còn mà nó chỉ có một thằng bồ hay là một nhỏ bồ đó, nó khó mà đủ kinh nghiệm, nó phải làm nhiều lần đó rồi xong nó mới hiểu biết được. Bởi vì lúc đó nó mới có đủ kinh nghiệm. Như thí dụ như hồi đó cũng mà anh ra đó, cũng mà anh làm cái công việc của anh đó, cái công việc của anh đó là cũng mà anh làm dưới club đó, nó trả anh 11 đồng một giờ tiền Mỹ á, để anh ra ngoài đường đó, xong rồi anh gặp mấy nhỏ gái đó, xong rồi anh cua nó, xong rồi anh đem nó vô trong cái club đó để cho cái club nó có nhiều gái đẹp đó, rồi xong rồi mấy thằng trai nó mới vô đó, nó mua rượu, nó mua này đồ ăn đồ này nọ. Ok, bởi vì trong cái thời gian đó anh có cơ hội, trong cái 3 năm đó anh có cơ hội đó để giao thiệp với mấy chục ngàn đứa con gái đó, bởi vì mới đủ kinh nghiệm để chia sẻ với các em đó, mấy cái vấn đề mà anh biết liền bây giờ. Phải mà anh chỉ có giao thiệp với một đứa con gái một đó, anh không cách nào mà anh đủ kinh nghiệm, hay là anh giao thiệp với hai đứa con gái thôi, không cách nào mà anh đủ kinh nghiệm để chia sẻ với các em á cái vấn đề mà anh chia sẻ liền hôm nay. Ok, bởi vì
cái anh mong rằng là các em hiểu được là mình muốn thành công đó, mình nên kiếm cái người mà họ rất là thành công rồi đó, và xong rồi họ biết giải nghĩa cho mình sao đó, mình theo dõi cái người đó, mình nó sẽ làm cho mình học mau hơn mà có ít sai lầm và xong ít sự đau khổ lúc mà mình đang làm tiền hay là mình kiếm bộ bịch gì đó. Ok, thì cảm ơn các em coi cái video này ha. Các em thích thì cho anh cái mà thumbs up, còn không thích thì cho anh cái thumbs down để anh biết đừng mà tốn thời giờ làm thêm nữa. Ok, xong rồi có gì anh em mình gặp lại sau trong cái mà video tiếp.